nồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang có mặt trong buổi lễ khởi công nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 500 tấn trên ngày, công ty Mộc An Châu ngày hôm nay. Thay lời cho ban tổ chức, tôi sẽ được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi lễ. Kính thưa quý vị, việc khởi công nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 500 tấn trên ngày là nhà máy đầu tiên tại thành phố và khu vực miền Nam, là một sự nỗ lực rất lớn của công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu cùng với sở ngành dưới sự chỉ đạo rất sát sao và sáng suốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Và trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp các